Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì lâu rồi Minh định làm clip và nói cho mọi người biết về cách mua xe phân khối lớn cũ như thế nào, mà chưa có thời gian. Là bữa nay mới đi ngày lễ về Minh về nhà có một số việc á. Thì bây giờ Minh mới làm clip cho anh em. Và bữa giờ mấy anh em có coi Minh là có hỏi Minh là tham gia nhiều chương trình tình yêu đó. Thì bây giờ Minh giải thích luôn ha. Thì mấy game show tình yêu á là Minh tham gia chủ yếu là cũng một phần là thấy vui, thấy hay nên Minh tham gia. Và đặc biệt Minh lên đó Minh không có được gọi là không có được chấp nhận á. Thì mấy cái game show mà Minh đã từng tham gia là Minh liệt kê ha. Đó là chương trình Người ấy là ai nè, tập 2 mùa 8 nè, cái gì vì yêu mà đến nè, rồi hành lý tình yêu nè, cái chương trình đang phát ở trên TV bây giờ là Lớp House, cái gì ngôi nhà chung á. Đây, bây giờ ngồi xuống đây anh em mình nói chuyện chơi vui. Mình qua đây nè. Thì có nhiều bạn hỏi nhiều câu rất là hài hước ha. Anh Minh sao tham gia chương trình tình yêu nhiều vậy? Ví dụ như mấy bạn là mấy bạn ví dụ cua về, mình nói thô nhưng thật, đi cua gái, bạn cua người này không được, người này từ chối, hoặc là bạn chia tay một người, chẳng lẽ bạn ở vậy suốt đời đúng không? Thì bạn phải kiếm một người khác bạn quen. Ví dụ như Minh nè, ví dụ như mà lên chương trình mà Minh rước được ai đó về thì đảm bảo sẽ không có một chương trình tình yêu nào mời Minh nữa. Tại bởi vì đã rước được người yêu rồi, lên chi nữa. Vì những cái chương trình đó thấy ồ sao cái bạn này nhỏ quá vậy, sao lên chương trình nào cũng bị từ chối. Có nghĩa là lên chương trình là chúng ta không biết nhau và chúng ta gặp nhau. Sau khi gặp nhau đó thì nếu như có cảm tình thì ra về chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Thì lên không phải là bị từ chối mà bởi vì sau đó gặp những bạn nữ không hợp với mình, cho nên mình không có được chấp nhận. Đó, đơn giản là vậy thôi. Cái chương trình gần đây nhất là Lớp House á. Còn Minh thì rất là đơn giản, tại vì Minh đó, mọi người cũng biết rồi, Minh chơi mô tô rồi làm ăn kinh doanh thì lên rồi tiêu chí là dành thời gian lên để tham gia chương trình, vui là chính. Nếu như mà lụm được em nào, không phải phải nói sao ta, rước được cô gái nào về thì là cái may mắn tiếp theo, nhưng mà cuối cùng không có. Thì bây giờ tiếp theo là Minh sẽ nói về anh em mua phân khối lớn. Tiếp theo Minh sẽ nói cho anh em cách mua xe phân khối lớn cũ. Nhiều anh em nói là Minh đổi chỗ mới, không có nha. Cái này là trên lầu 3 nơi để tiếp khách. Rồi bây giờ Minh xuống sảnh, sẵn có mấy chiếc xe á, Minh ví dụ cho anh em luôn. Đây, mình đang ở lầu 3. Rồi bây giờ mình xuống thang máy. Ở đây á, nhiều khi Minh phải làm hết mọi chuyện luôn, tại vì có hai anh em nó làm không có kịp. Bây giờ hai anh em nó đang đi lấy xe, lấy giấy 300 á. Giấy 300. Mình mới về con R15 là đẹp lắm. Cái bản này là bản giới hạn á anh em. Bản này là bản giới hạn. Ở trên nhìn á, mới nhìn tưởng dán đề can không á, nhưng mà không, cái bản này là bản nói chung của hãng hay là tư nhân gì đó người ta sơn. Nó chỉ có 400 chiếc thôi, rồi trên đây có số 400 nào, quay gần cho anh em xem. Trên đây có số 400. Đó, cái này là sơn nha anh em, chứ không phải là dán dán đề can. Đó, cái này là sơn nha anh em. Đó, một toàn bộ chữ rồi là sơn hết luôn. Thì cái sơn này theo Minh thấy là nó cũng sơn cũng ok á, loại nó cũng là loại tầm trung. Hồi đó Minh có chiếc Ducati á, Minh sơn cũng kiểu sơn tem như gì nè, mà hết 13 triệu, sơn không á là 13 triệu. Hoặc cái này là hãng hay là tư nhân vậy đó, người ta sơn, bản giới hạn 400 chiếc luôn. Cà vẹt của nó là màu cam xám, xám cam đó, xám cam. Rồi, bây giờ tiếp theo là nói về anh em cách mua phân khối lớn cũ ha. Thì mua xe cũ, cái điều đầu tiên anh em á sẽ chọn một chỗ uy tín, hoặc là anh em mua qua tay người khác, có nghĩa là chủ xe. Mình ví dụ mình là chủ xe, mình muốn bán lại cho bạn thì mình coi xe, thì điều đầu tiên là mình coi về ngoài trước đó. Ví dụ đây R15 hoặc là với 800 chẳng hạn, hoặc là với 800 thì mình xem cái dàn ngoài trước ha. Đó, mình xem dàn nhựa và coi thử sơn nó làm sao, mọi thứ nó có ok không, rồi ốc ác đồ, mấy con ốc này có ốc nào hư không hay là có thay thế gì nhiều không. Đó, rồi mình coi dàn ngoài, coi dàn ngoài xong thì mới kiểm tra ghi đông,
ghi đông rồi có té đồ chưa, rồi có chạy chuỗi chưa đó, mọi thứ. Nếu như không chạy thì ok, thì tiếp theo mình mới kiểm tra vô là dĩ thắng nè, phuộc có xì dầu hay không, nói chung là nhiều thứ lắm. Nói chung mình phải chơi xe mình mới kiểm tra được đó. Rồi kiểm tra thử là vỏ có mòn không, vỏ nếu như mà vỏ ok á thì vỏ còn dày, ví dụ vỏ này nè thì nó còn gai đầy đủ thì không sao, dày ok. Rồi dĩa thắng có mòn không, bố thắng có hết không, rồi mới tiếp theo là mình mới vô mình nghe tiếng máy, mình coi thử máy. Nhưng mà nói thiệt anh em, những xe 2018, 2019, 2020 thì nó chưa đến nỗi nào đâu. Phải những chiếc xe mà đời 2000 thì mình mới coi kỹ, cái máy xe này thì bình thường. Còn coi tiếng máy là phải anh em phải biết đã từng chạy con xe đó rồi. Có nghĩa là khi anh em mua một chiếc R15 cũ thì anh em phải là đã từng chạy một chiếc R15 mới rồi thì anh em coi nó chuẩn hơn là anh em mới chơi xe thì anh em không biết gì đâu. Mới chơi xe thì tiếng máy nó cũng ngon thì không biết gì đó. Hoặc là anh em đi mua xe cũ á, anh em có ai quen biết đã từng chạy xe mới rồi, mình chạy con xe mới đó ra rồi mình đối chiếu lại là dễ nhất, đó là cách dễ nhất. Còn không thì qua những chỗ uy tín, người ta có bảo hành, người ta làm hết cho mọi người và mình mua thôi. Còn coi ô đo nha, thực chất á, cái ô đo có nhiều chỗ người ta tua đồng hồ nó không có quan trọng đâu. Nhiều chỗ xe 30.000 mà người ta tua tới 10.000 sao, cái tua đồng hồ rất là đơn giản thôi anh em, chỉ có 100.000 thôi là tua được cái đồng hồ. Cho nên mình phải coi cái chất xe phía bên ngoài, coi chất xe phía bên ngoài. Còn nếu như anh em không biết gì về xe thì lựa những chỗ uy tín mà mua, hoặc là kêu một người đó coi giùm mình đó. Còn những chỗ uy tín, ví dụ như những chiếc xe này nào đó thì mình coi hết rồi thì anh em đâu cần coi nữa đó. Ví dụ đây nè, tay thắng nè đó, không có té, không có chạy, không có ngã nè, chống đổ nè, mướt nè, thấy không, là chưa có dấu ngã nè đó. Những chỗ nó chạy thế này mình soi nè đó, cái này dắt xe vô nó chạy nè. Còn cái mâm nè mình soi, con này thì á, người ta ở dưới tỉnh á, chắc là cái đồ vô vỏ người ta không ok á, thì nó chạy ngay chỗ cái viền nè đó, mình soi tới mức đó rồi. Còn máy rồi mình đã test hết, mình test rất là kỹ xong. Còn nói gì nữa không ta? Còn những con phân khối lớn như vậy nè đó, thì phải có những chỗ uy tín anh em mua, chứ anh em mua chúng xe bù cực lắm. Đã bỏ tiền ra 100 mấy chục triệu đâu có ít đâu, mà mua chúng một con xe mà nó không ổn định nó thì rất là mệt rồi, rất là buồn luôn. Khi mà mình mua cái con xe về mà mình cảm giác như là anh em đi mà không có hài lòng á, mình bỏ số tiền ra mà nó không hài lòng, rất là buồn, phải suy nghĩ. Thường như anh em mua xe mình là không cần suy nghĩ gì hết, mình làm hết từ A đến Z luôn. Như con này nè, mình về là mình thay nhớt mới luôn á anh em, vừa về là phải thay nhớt mới liền. Cảm thấy nó không ok chỗ nào là mình chỉnh chỗ đó. Ví dụ như chủ xe người ta đã bỏ cái cục logo đi rồi, mình phải đặt cái cục logo khác để gắn vô cho nó đẹp, chứ để vậy xấu lắm, là tự bỏ tiền túi ra luôn á anh em. Đó, con này chỉ có 50 mấy triệu thôi, 55 triệu. Bây giờ nói cái gì nữa ta, vòng để coi. Thì mình nói về xe cũ rồi. Nên ví dụ những anh em mà không biết xe á, thì mình có thể giới thiệu cho anh em những chỗ mà bán phân khối lớn cũ ok cũng được, không cần qua Minh đó, không có cần qua Minh đó. Mình sẽ giới thiệu cho một số chỗ để anh em đi tới anh em mua, tại vì người ta có cái bảo hành rồi cho anh em, với lại người ta uy tín, cái uy tín của người ta mình yên tâm hơn, người ta bán lâu năm rồi. Tiếp theo có nhiều anh em hỏi mình á là cái gì ta, giấy tờ. Thì anh em mới chơi xe á, khuyên anh em luôn, mua xe hải quan chính ngạch mà mua, hải quan chính ngạch mà mua. Thì mình không có đủ tiền thì mua xe nhỏ, chứ đừng ham những cái giấy tờ mà nó ghi ra không phải hải quan chính ngạch á, thì nó phức tạp lắm anh em. Ví dụ như một số cái cho anh em nha, giấy tờ mẹ bồng con, có nghĩa là xe đó là xe nhập lậu, nó tháp cái cà vẹt của xe mẹ, là cái xe của mình là xe con, gọi là mẹ bồng con ra thì rất là dễ bị lụm đó. Với lại xe nó khó chơi, nó rẻ thì nó có rẻ nhưng mà giấy tờ tùm lum là khó chơi lắm anh em. Hoặc là người ta hay là ghi là GTHL, dịch ra anh em nói vui là giấy tờ hôi lông á, giao thông hút liền á, có nghĩa là xe đó là xe không giấy mà người ta ghi để người ta không biết sao người ta ghi vậy. Thì nói chung là xe đó không có sang tên được, và xe đó là hình như là xe đó là chắc chắn là xe không giấy á, hoặc là giấy đi đường á, nói chung là giao thông hút liền á, đụng cái là giao thông hút liền. Nó rẻ hơn một nửa tiền nào cũ đó mà anh em,
Cái đó sẽ dành cho những anh em người ta chơi lâu rồi, hoặc là người ta có điều kiện, người ta quen biết á, người ta chơi ok. Còn những anh em mình mới chơi là khuyên đừng nên chơi. Tại vì á, so ví dụ đi, ví dụ một cái cho anh em dễ hiểu. Cái con Z800 này giá của nó là 178 triệu, giá hiện tại là xe hải quan chính ngạch. Đó là sang tên thoải mái, hải quan chính ngạch. Thì cái xe giao thông hợp lý, giao thông hút liền thì nó chỉ có một nửa giá thôi, thì nó tầm 80 triệu. Đó thì nó 80 triệu thì tiền nào của đó, thì 80 triệu anh em chạy ra thì ở giao thông nó gặp thì nó hốt là mất chiếc xe 80 triệu. Còn xe này thì anh em đi tự tin thoải mái, rất là đơn giản. Nói chung là mới chơi thì mình cứ lựa hải quan chính ngạch mà chơi, rồi từ từ mình tìm hiểu những cái giấy tờ khác rồi mình chơi sau. Ví dụ như thanh lý hải quan cũng được nè. Thanh lý hải quan thì có nghĩa là xe, ví dụ đơn giản thôi nha, nó có nhiều trường hợp. Ví dụ như là trường hợp thứ nhất là đây là một cái con xe giao thông hợp lý đó, đó thì không giấy tờ, chạy vô bị công an bắt, rồi công an lấy xe đó, công an thanh lý ra thì nó là xe giống y chang hải quan chính ngạch luôn, giấy tờ nó rất là ok thì đi được nha anh em. Có nhiều trường hợp là giao thông công an người ta thanh lý ra lắm, nhưng mà mình ví dụ một cái trường hợp đơn giản thôi cho anh em. Và những anh em nào có rành về xe nhiều á thì anh em hãy góp ý vào cái comment bên dưới để cho những anh em của mình, những người xem kênh của mình, người ta hiểu hơn về xe và những cái loại giấy tờ về xe nha. Tại vì một cái clip này mình không thể nói hết được, nói về những cái nhiều lắm, nó nói chắc cũng phải là 3-4 tiếng mới xong một cái clip đó. Thì mình chỉ nói tóm gọn lại cho anh em hiểu thôi, là mới chơi xe thì mình lựa xe hải quan chính ngạch, nó mắc nhưng mà nó an toàn, nó cảm giác. Đừng có nghe người khác xúi là giấy tờ này giấy tờ kia, mẹ bồng con này nọ, ok lắm, ra thông chốt đồ cái gì thử chốt đồ ok thôi. Mình mới chơi mình ăn chắc mặt bền đi, thì mình không có tiền đi thì mình chơi dòng R15 trước 50 mấy triệu, xe cũ ok, rồi từ từ mình lên Z300, Z800, từ từ mình lên, từ từ mình đi chậm mà chắc. Chứ đùng cái bỏ 80-90 triệu ra mua con Z800 không giấy, chạy ra đường đụng công an cái mất nguyên chiếc xe, rồi xong mất 80-90 triệu. Rồi thay vì mình mua con này 170 mấy triệu thì lỡ mình không chơi nữa, mình chán, mình bán 160, lỗ 10 mấy triệu, đâu có sao, mình đổi xe khác, rất là đơn giản, dễ bán. Còn xe kia, xe không giấy rất là khó bán, chỉ có những người chơi xe không giấy người ta mới mua được thôi. Còn mà người bình thường người ta không dám mua, người ta không có đủ trình để người ta chơi đó. Mà chơi đó rất hồi hộp, ra đường á, tim đập thình thịch 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 á, đang chạy không biết lúc nào bị công an bắt xe đó. Rồi về việc mua xe cũ mình đã nói hết cho anh em rồi. Thấy con R15 này khá đẹp ha, phối tem rất là ok. Theo mình nghĩ thì cái này là Minh Long, chủ xe nói là mua ở Minh Long Mô Tô. Một là Minh Long Mô Tô tự sơn màu này là bản giới hạn 45 chiếc. Hai là ở Indo người ta sơn màu này, người ta ra bản giới hạn 45 chiếc. Cái này mình không có chơi nhiều về cái dòng R15 á. Anh em mà có coi chơi rành dòng rộm, anh em mà có chơi rành cái dòng này thì anh em thử, anh em tìm hiểu xem tại sao cái bộ tem này bản giới hạn 400 chiếc ha. Mình thấy rất là đẹp. Có nhiều anh em lấy cái bản này nè, anh em làm lại cái màu Repsol của Honda á, nhìn rất là chóc nha. Tại vì cái màu trong cà vạt nó là màu đen cam mà. Xe rất là ok đó. Mấy chiếc thuộc upside down thì anh em phải kiểm tra ngay chỗ này nè. Đó, coi thử nó có bị xì dầu rồi không. Không xì dầu thì ok, nhưng mà cái vấn đề xì dầu của R15 nó fix rất là dễ. Anh em qua đây thôi, chừng 200-300 ngàn thôi mình fix cho anh em là được hết á. Mấy cái này rất là dễ, thay phốt phuộc là xong mà. Thì con này nó có bảo vệ các nước luôn, nói chung mọi thứ rất ok, chống đổ rất là đẹp, quay góc rất là đẹp. Thì anh em có cần cái nào hỏi thì cứ comment bên dưới hỏi mình thì mình sẽ trả lời sau. Thì bây giờ mình chỉ trả lời về anh em cái cách mua xe cũ rồi giấy tờ. Phía sau mình sẽ làm cho anh em một cái clip nữa, đó là gọi là gì ta, một cái clip một cái clip nói về gì định nói mà quên mất tiêu. Tiết kiệm tiền như thế nào để mua xe phân khối lớn và chơi phân khối lớn như thế nào để đỡ tốn tiền nhất có thể. Rồi cái clip đó mình sẽ làm cho anh em một cái clip sau ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Hôm bữa lễ mình mới đi tour về nè,
Ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một số bộ giáp. Thường mà mình rất là thích mặc giáp này. Nó thoải mái, rất là đẹp. Nó thoải mái, rất là đẹp. Đó, còn giáp này á rất là nóng nhưng mà rất là an toàn. Dùng cho những cái tour, hai cái loại giáp da này thì dùng cho những cái tour mà chạy nhanh á, ok. Còn cái này mặc kiểu rất là đẹp đó. Nhưng mình mặc cho anh em xem. Mình có một tấm hình mặc cái giáp này á rất là đẹp luôn. Tấm hình ngồi trên chiếc Z8 800 á, mặc cái giáp này rất là đẹp. Giáp này mặc đẹp thôi, nhưng mà chạy cao, chạy tốc độ cao, chạy ở dưới 150 thì ok. Nhưng mà chạy tốc độ cao anh em phải lựa những bộ giáp da. Còn về nón bảo hiểm thì tầm mà vừa phải á, 3-4 triệu thì anh em chọn những cái nón bảo hiểm như thế này, rất là đẹp, của KIT. KIT là hay tài trợ cho những giải đua anh em, những giải đua xe từ Việt Nam tới Thái Lan. Nón này đội rất là ok, giá tầm 3-4 triệu thì nó là vô đối rồi. Nó rất là xịn và nước sơn rất là đẹp, tức là nó bắt kịp trend, thấy không? Venon, người nhện, rất là nhiều mẫu mã, nhìn rất là bắt mắt luôn. Nhìn nhất là cái mẫu nón màu xanh đó, nhìn rất là Thái Lan, nhìn rất là Thái Lan. Sawanika đó, đó. Rồi thì ví dụ như có tiền nhiều, đây qua đây à. Tiền nhiều thì mình sẽ chọn những cái dòng HIC đó, ví dụ gì đó, Soi mười mấy triệu, 20 triệu, những dòng đó thì có điều kiện thì mình chơi thôi. Còn bình thường mình, anh Minh thấy chơi những cái dòng này là được rồi, KIT là quá được rồi, màu sắc đẹp mà chất lượng rất là ok, là quá ổn rồi nha anh em. Còn mà anh em không có điều kiện nữa thì anh em có thể cho những dòng Asia Roya, những dòng mà từ 1 triệu đổ lại, hay là Yohi rồi đó, rất là thoải mái. Tùy cái kinh tế mà mình chơi thôi, tùy cái kinh tế mà mình chơi mình. Nhưng mà full pay thì nó đã, à lính Minh nó về được đấy, chạy Z300 lên showroom luôn. Cái gì thì chạy lên showroom luôn, đâu có rửa đó. Mấy đại ca mới về anh em ở đây. Cái gì, mấy đại ca về được chưa? Thì ở nhà mình rất là giản dị luôn anh em. Đây là dép độc quyền ở showroom này đó, dép độc quyền luôn nha anh em, là có 7-8 đôi luôn á. Mở cửa nha mình. À, mấy đại ca đi đúng chất rồi, đại ca luôn á. Bữa nào mình sẽ làm clip chơi phân khối lớn, nó rất là đơn giản thôi. Chơi mấy con xe này mà tiết kiệm chi phí đó, rất là đơn giản, không có gì khó đây nè. Với bà Trâm đẹp ghê. Rồi sao đại ca, có gì muốn nói không? Nóng quá thay áo đi. Mới thay hôm bữa đẹp ha, mở quạt lên. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip Minh Maker, nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Thì Minh làm rất là đơn giản, quay một lần nói một lần luôn. Có gì sai thì anh em hãy comment bên dưới đó, thì chỉnh lại. Hoặc là những anh em có những cái ý kiến nào hay thì cứ comment bên dưới, chúng ta cùng nhau học hỏi thôi. Chứ thiệt sự Minh cũng những gì Minh có Minh chia sẻ hết cho anh em, chứ Minh cũng không am hiểu gì nhiều đâu. Nhiều khi có những góc khuất Minh không biết được, những anh em comment bên dưới Minh còn học hỏi nữa. Nói chung là mình phải học nhiều, Minh lúc nào cũng học hết đó. Nói chung là nhiều anh em hiểu biết á, coi clip của Minh á, comment dưới Minh rất là thích. Thì ra thông tin đó Minh còn thiếu cái đó, chứ không phải là Minh phản bác hay là gì hết. Thì ra Minh còn thiếu cái đó thì Minh học hỏi thêm đó. Mỗi người đóng góp ít, cái kênh của Minh sẽ là cái kênh dành cho anh em mua xe và học hỏi với nhau, chứ không phải là cái kênh sân si hay là cái gì hết. Rồi vậy đi, nói nhiều quá mỏi miệng.